ăn mày mua siêu xe. Tháng này tổng cộng bán được bao nhiêu chiếc rồi? Dạ, tính đến chiều qua thì tổng là 32 chiếc ạ. Tốt, khách của mình chỉ toàn giới thượng lưu thôi, nhớ phục vụ cho thật khéo vào. Dạ, giám đốc yên tâm, em luôn nhớ điều này ạ. Ồ, là ngài thống đốc Anthony ạ. Xin chào ngài thống đốc, hân hạnh quá. Chào ông chủ của dòng xe thời thượng, tôi đặc biệt thích những chiếc xe hơi mà ông sản xuất, chúng thật sang trọng. Vâng, cảm ơn ngài. Chẳng hay ngài đến đây tham quan hay là muốn một trong số chúng ạ? Ông hãy tư vấn cho tôi chiếc nào sang nhất hiện thời đi. Đây là chiếc xe đời mới, cao cấp nhất chúng tôi mới ra cách đây vài ngày. Tạm biệt, ngài đi cẩn thận ạ, hẹn gặp lại. Vậy là tất cả các đại gia, các nhân vật cao cấp đều đã tìm đến thương hiệu ta rồi đấy. Đó là điều đương nhiên mà. Xe này giá bao nhiêu vậy? Ông hỏi giá của chúng làm gì? Có khi cả đời làm việc của ông cũng chẳng mơ ước được sở hữu một trong số những chiếc xe hơi đời mới này đâu. Mời đi ra cho. Thái độ của các ông đối với khách hàng kiểu gì vậy? Chúng tôi chỉ phục vụ khách hàng thượng lưu, ông hiểu chưa? Nhìn ông là biết, chẳng bao giờ có nổi tiền mua nổi một chiếc ô tô rẻ tiền, huống chi là hiệu xe hơi cao cấp của chúng tôi chứ. Các người quá coi thường khách hàng rồi. Được lắm, giải quyết hay lắm. Để ông ta mò vào thì mất mặt hãng của chúng ta lắm. Chào anh, anh muốn mua xe hơi phải không ạ? Chủ nhân của tôi muốn mua vài chiếc xe của hãng các ông. Hãy xuất cho tôi 6 chiếc xe cao cấp nhất hiện thời của các ông đi. 6 chiếc ạ? Xin hỏi là ông chủ của anh là ai? Là đức vua đáng kính của đất nước Ấn Độ chúng tôi. Vâng, vậy mời ngài vào chọn mẫu và chọn màu ạ. Không cần chọn, các ông cứ lấy ra các dòng xe hơi nào cao cấp nhất là được. Và hãy vận chuyển về đất nước tôi. Tiền vận chuyển tôi sẽ trả đầy đủ. Vâng, vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị xong sớm. Tin tức này mà lan ra thì hãng xe của ta cứ gọi là nổi như cồn luôn. Đúng là dòng xe cao cấp của giới thượng lưu mà. Nghe nói đức vua nước Ấn đã về nước cùng với 6 chiếc xe từ chiều hôm trước. Chắc giờ này ông ấy đang ngồi trên một trong số chúng để tận hưởng dòng xe thời thượng tiên tiến bậc nhất thế giới của chúng ta. Chắc chắn ông ấy phải hài lòng và thích thú lắm. Thưa giám đốc, có chuyện gì mà cô hớt hải vậy? Báo họ đăng. Lại một vụ giết người hàng loạt nữa chứ gì? Dạ không phải, là nói về hãng xe của chúng ta. Đây là bài học mà các người đáng phải nhận. Sao lại dùng chiếc xe của chúng ta đi chở rác chứ? Cô có nhầm không vậy Anna? Tất cả các báo đều đăng chuyện này, xôn xao dư luận khắp nơi rồi ạ. Sao vua Ấn Độ lại làm như thế? Chúng ta đã đắc tội gì với ông ta chứ? Giám đốc, ngài nhìn xem, vua Ấn hình như chính là người đàn ông vào cửa hàng mà chúng ta đuổi đi hôm trước ạ. Hả? Đúng là ông ta thật. Trời ơi, sao ông ta lại ăn mặc quá đơn giản như thế? Này, trả xe lại cho các người, cao cấp gì chứ? Ông vua bên nước Ấn họ dùng đi chở rác, thật là xúc phạm. Nếu tôi còn tiếp tục dùng nó, mau trả tiền lại cho tôi. Chuyện này... Thưa giám đốc, toàn bộ khách hàng đều gọi đến đòi trả lại xe, họ đều rất giận dữ. Thưa ông chủ, theo tôi chúng ta nên nhanh chóng xin lỗi đức vua nước Ấn đi, nếu không chuyện này sẽ càng ngày càng tệ hơn. Trời ơi, sao lại đến nông nỗi này chứ? Sau sự việc ấy, phía hãng xe phải lên tiếng xin lỗi về hành động vô lễ của nhân viên. Câu chuyện kể trên đã trở thành một bài học xương máu dành cho các nhà kinh doanh và những nhân viên chăm sóc khách hàng sau này. Lòng tốt của quân. Cậu dậy rồi à? Cậu thấy trong người thế nào rồi? Lúc chiều đang đi cùng nhau trên đường, tự dưng cậu lảo đảo rồi ngã xuống. Tớ lo quá. Lúc đấy tự dưng tớ thấy chóng mặt quá. Cậu đưa tớ vào viện à? Ba tớ đã biết tớ ở đây chưa? Tớ báo cho ba cậu rồi. Ba cậu đang nói chuyện với bác sĩ. Giờ cậu có đói không? Tớ mua chút gì cho cậu ăn nhé.
Cậu mua giúp tớ, cảm ơn cậu. Cháu đã bị suy thận khá nặng, cần chữa trị gấp. Nếu để lâu có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Suy thận nặng? Anh phải chuẩn bị tinh thần. Bệnh này chữa trị phải thật kiên trì, thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh. Vì thận của bệnh nhân đã bị suy khá nặng nên cần lọc máu. Trời ơi! Gia đình cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Tiền điều trị sẽ rất tốn kém. Cháu cần được chữa kịp thời, tránh để bệnh chuyển sang các giai đoạn nặng hơn. Bệnh sẽ nghiêm trọng và các biện pháp chữa trị cũng khó khăn hơn. Trời ơi! Nam! Bác ơi! Bác sĩ có nói bao giờ Nam sẽ khỏi bệnh không ạ? Cháu cũng nghe bác sĩ nói rồi phải không? Thằng Nam khổ thân nó. Chúng ta nhất định phải chữa trị cho Nam bác ạ. Đúng, phải cứu nó chứ. Nhưng cháu cũng biết đấy, bác gà trống nuôi con, biết làm sao bây giờ. Nam ơi, nhất định cậu phải sống. Bác về đâu cháu chở về ạ? Không, bác không đi nhé. Dạ. Cô đi xe ôm không ạ? Không cháu à. Trời, sao cháu lại... Cháu làm gì thế hả Quân? Bác, cháu chạy xe ôm bác à. Từ giờ có thời gian rảnh rỗi, cháu sẽ chạy xe ôm kiếm tiền phụ bác chữa bệnh cho Nam. Trời ơi, sao thế được? Thời gian của cháu phải dành cho việc học tập. Bác lo được cho Nam. Cháu về đi. Cảm ơn cháu. Bác ơi, cháu tranh thủ thời gian không lên lớp. Cháu nhất định phải giúp Nam. Cháu phải nghe lời bác. Cháu về đi. Cháu chạy xe ôm thế này, ba mẹ cháu sẽ rất lo lắng. Xe ôm? Có ngay ạ. Bác vào phòng với Nam đi ạ. Bác đừng lo cho cháu. Quân kìa, sao bạn ấy lại ở đây? Chào các bạn. Các bạn đến thăm Nam hả? Ừ, mà sao trên xe của cậu lại có chữ xe ôm thế này? Tớ muốn tranh thủ ngày nghỉ đi xe ôm giúp thêm cho bạn Nam. Sao cơ? Cậu bảo giúp cho Nam á. Nhưng còn học tập cậu tính sao? Lại sắp thi học kỳ rồi mà. Ừ, mày nói đúng đấy. Mà cậu đi xe ôm thì được bao nhiêu tiền đâu. Có khi ngồi cả ngày chưa chắc đã có khách. Thôi, các bạn cứ về đi. Tớ biết làm thế này cũng chẳng được là bao. Nhưng thêm được đồng nào cho nhà Nam là hay đồng nấy. Thôi chết, sắp mưa rồi. Quân, mau vào đây trú mưa. Cháu ơi, ở đây có ai đi xe ôm không? Có cháu ạ. Cô lên đây cháu đèo ạ. Bạn tôi bị bệnh nặng, vì vậy tôi đang rất cần tiền. Nếu các bạn cần đi xe ôm, hãy gọi cho tôi. Bất kể mưa gió, đêm hôm, bão lụt, tôi cũng sẽ đi. Gia đình bạn tôi rất nghèo, tôi muốn dùng sức lao động chân chính của mình để giúp bạn tôi. Cô đây, cô chính là người hôm trước mà cháu đã chở giữa trời mưa bão. Thật cảm động trước tấm lòng của cháu. Cô sẽ là khách hàng trung thành của cháu. Không những vậy, cô cũng sẽ nhắn người thân, hàng xóm, đồng nghiệp của cô đến để ủng hộ cháu. Thật cảm phục tấm lòng của anh. Ngay bây giờ em có việc cần đi gấp, anh có đi không ạ? Đi chứ em, bất cứ lúc nào có khách gọi anh cũng đi. Ôi, các bạn đang làm gì thế này? Thông tin trên Facebook của cậu đã lan tỏa đến mức chóng mặt. Status của cậu đã nhận được rất nhiều like và comment. Chúng tớ sẽ cùng với cậu, cùng làm xe ôm để giúp gia đình của Nam. Cảm ơn các bạn. Ồ, chúng tớ phải cảm ơn cậu mới phải. Cậu đã giúp chúng tớ nhận ra giá trị đích thực của tình bạn. Cho bác về đường hoàn cầu. Dạ vâng ạ, mời bác lên xe ạ. Một thời gian sau. Cảm ơn Quân, cảm ơn các cháu. Nam đã thực sự được cứu sống rồi. Nhờ sự giúp đỡ của các cháu, nhiều người đã biết đến hoàn cảnh của Nam. Có gia đình có người mới mất đã đồng ý hiến thận cho Nam. Tốt quá. Thế còn tiền mổ cho Nam liệu có đủ không bác? Đủ cháu à. Ngoài tiền các cháu ủng hộ Nam, còn có rất nhiều nhà hảo tâm đến giúp đỡ gia đình bác. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng sẽ ủng hộ một phần chi phí. Ôi, thật tuyệt quá. Thật mừng cho bác, thật mừng cho Nam. Thôi nào các bạn, ta cùng nhau vào thăm Nam đi. Võ sĩ giấy mèn.
sao lại chán thế này cơ chứ? Chẳng có trò gì chơi cả. Tiến lên nào, chiến đi. Tiến lên nào. Tiếng ồn ở đâu thế nhỉ? Tiến lên, chiến đi. Nào, chiến đi. Cố lên, cố lên. Hạ gục nó đi. Kìa, phòng thủ. Đúng rồi, tấn công đi. Tuyệt quá, thắng rồi. Một trận chiến vô cùng căng thẳng đã kết thúc bằng một cú knock out tuyệt vời. Mi giỏi lắm, ta sẽ có thưởng. Chà, cậu ấy thật sướng, mang danh võ sĩ thượng hạng, được thiết đãi và chăm sóc cẩn thận. Mình cũng muốn trở thành võ sĩ giống như cậu ấy. Úi, dây trũi đấy à? Cậu làm gì ở đây vậy? Tớ nói cậu nghe này, tớ đang có một dự định mới. Tớ sẽ trở thành một võ sĩ. Gì cơ? Võ sĩ ư? Đúng vậy, chỉ cần chiến đấu vài trận thôi là danh của tớ sẽ nổi như cồn. Không được đâu giấy mèn ơi, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Chiến đấu vài trận chỉ giống như tập thể dục thôi, mà được ăn ngon sung sướng cả ngày, không phải lo đi kiếm ăn nữa, có gì nguy hiểm đâu. Tớ chính là một võ sĩ giấy mèn. Không được, cậu hãy nghe lời tớ đi. Tớ quyết rồi, cậu đừng ngăn cản tớ. Ta phải thành võ sĩ, thành võ sĩ. Tớ chưa bắt được con dế nào cả. Tớ bắt được một con rồi, để tớ cùng cậu tìm nhé. Cơ hội đây rồi. Ở kia có một con dế rất to kìa. Bắt được mày rồi nhé. Một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Yeah. Hãy chờ đón những miếng vỏ của võ sĩ thượng hạng ta đây. Nạn nhân thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa. Tranh thủ mà tận hưởng đi nhé cậu bé. Mày phải giữ sức chuẩn bị cho cuộc chiến với đệ nhất giấy chọi đấy nhé. Giấy mèn, giấy trũi, sao cậu ở đây? Tớ tới để giải thoát cho cậu nè. Sao phải giải thoát? Tớ ở đây đang rất tốt, ngày ngày được đi chiến đấu, giành được vinh quang mà. Thậm chí sắp tới, tớ còn chiến đấu với đệ nhất giấy chọi, dự kiến là một trận chiến rất kịch tính, ai ai cũng mong chờ trận chiến này hết. Cậu có biết đệ nhất giấy chọi là ai không hả? Hắn vô cùng ghê gớm và tàn ác. Ai rơi vào tay của hắn cũng không còn đường sống. Tớ còn không lo thì cậu lo gì chứ? Chính vì hắn như vậy nên tớ càng muốn chiến đấu. Nếu tớ thắng được hắn thì tớ sẽ là đệ nhất. Lúc đó tớ muốn gì mà chẳng được. Nhưng mà... Thôi cậu đừng nói nữa, cậu về đi. Tớ sẽ không thay đổi đâu. Trận chiến chuẩn bị bắt đầu. Thằng oắt mới lớn. Để xem ngươi có tài cán gì nào. Tưởng cu cậu thế nào. Để nhất thắng rồi. Thắng rồi. Đúng là cái đồ vô tích sự. Giờ mình đã thành kẻ vô tích sự rồi sao? Giấy trũi nói đúng. Chốn này không phải dành cho mình. Vinh quang ở đây chỉ là sự hào nhoáng. Chạy theo sự hào nhoáng hư danh, rốt cuộc chỉ là làm hại thân thôi. Chuyện cười. Tự dưng thèm ốc quá. Hay bọn mình đi ăn ốc đi. Hay đó, đi luôn. Ơ, Lan, tụi này đang rủ nhau đi ăn ốc nè. Cậu đi cùng cho vui. Thôi, mọi người đi đi. Hôm nay mình không được khỏe. Từ hồi chia tay người yêu, trông cậu ấy lúc nào cũng như người mất hồn. Ừ, công việc của cậu ấy dạo này cũng hay bị kêu ca. Mà anh ta đã có người yêu mới rồi, cứ hành hạ bản thân thế làm gì chứ. Biết vậy nhưng bao nhiêu người khuyên rồi có được đâu.
50 năm nữa, khi chúng ta già đi, anh vẫn sẽ cùng em đi dạo hàng ngày trên con đường này. Lỡ lúc ấy em không còn đi được vững nữa thì sao? Thì anh sẽ làm gậy cho em chống. Anh nhớ nha. Chào cháu, ông có thể ngồi đây cùng cháu được không? Vâng, được ạ. Ông cứ ngồi đây đi ạ. Vợ ông ngày trước hay đi cùng ông trong công viên này, cũng ngồi ở cái ghế này. Thật vậy ạ? Ừ, đúng vậy. Ông thường hay kể cho bà ấy nghe những câu chuyện cười. Bà ấy thường cười sặc sụa. Bà ấy bảo trên đời này ông là người kể chuyện cười hay nhất. Vậy sao bây giờ ông và bà ấy không đi dạo ở đây nữa? Bà ấy mất rồi. Cháu xin lỗi. Cháu có thích ta kể một câu chuyện cười không? Vâng ạ, ông kể đi ạ. Một chàng trai rất sợ ma mà phải đi qua một bãi tha ma. Chờ cậu trông thấy thấp thoáng trước mặt có bóng người, cậu vội chạy đến nơi liên thoáng. May quá có bác đi cùng, tôi vốn sợ ma. Cứ đi với tôi, đừng sợ. Hồi còn sống tôi cũng sợ ma phải biết đó. Thế ạ? Hồi còn sống bác ma. Cháu thấy câu chuyện của ông có buồn cười không? Dạ có ạ. Vậy ông sẽ kể tiếp một câu chuyện cười nữa nha. Dạ. Một chàng trai rất sợ ma mà phải đi qua một bãi tha ma. Chợt cậu trông thấy thấp thoáng trước mặt có bóng người, cậu vội chạy đến nơi liên thoáng. May quá có bác đi cùng, tôi vốn sợ ma. Cứ đi với tôi, đừng sợ. Hồi còn sống tôi cũng sợ ma phải biết đó. Thế ạ? Hồi còn sống bác ma. Cháu thấy chuyện cười của ông kể có buồn cười không nào? Có ạ. Nhưng ông ơi, chuyện này ông vừa kể lúc nãy rồi ạ, nên nghe lại cháu không còn thấy buồn cười và bất ngờ như lúc đầu nữa. Đúng vậy. Một câu chuyện vui không thể làm chúng ta cười nhiều lần. Vậy tại sao chúng ta lại phải buồn mãi vì một chuyện không vui? Đúng không cháu? Hãy suy nghĩ về những gì ông nói và hãy vui vẻ lên, cháu nhé! Hoa Ngọc Lan. Từ rất lâu rồi, khi các loài cây trên trái đất mới chỉ có lá, chưa có hoa, Ngọc Hoàng sai thần sắc đẹp dùng bút vẽ muôn ngàn bông hoa để tô điểm cho cây cối thêm rực rỡ. Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng, giờ đây các loài hoa dưới đó đã muôn hoa khoe sắc, đẹp như những tấm thảm lụa rồi ạ. Khá lắm, đúng là như một tấm lụa sặc sỡ sắc màu. Nhưng mà thần sắc đẹp và ngươi có thấy còn thiếu cái gì không? Ý ngươi là sao ạ? Màu sắc đẹp đẽ như thế, nhưng thiếu hương thơm nên chưa thể gọi là hoàn hảo được. Dạ, Ngọc Hoàng nói rất đúng ạ. Nhà ngươi hãy mang hương thơm xuống hạ giới trao cho các loài hoa. Dạ, thưa Ngọc Hoàng, cây cỏ dưới trần muôn nghìn vạn loại, liệu ngần kia có đủ? Hương thơm là tinh túy của đất trời, cho nên không nhiều. Vì vậy mà ta muốn nhà ngươi hãy dành chúng cho những bông hoa có phẩm chất đáng quý. Dạ, muôn tâu, thần đã hiểu rồi ạ. Và trong chiếc lọ này có chứa mùi hương quý nhất. Ngươi hãy trao nó cho loài hoa có tấm lòng thơm thảo nhất, xứng đáng nhất. Dạ, thưa Ngọc Hoàng, thần xin vâng ạ. Chào bạn Hồng. Chào bạn bướm xinh đẹp. Bạn Hồng ơi, màu hoa của bạn mới tuyệt làm sao. Cảm ơn cậu đã khen. Bây giờ nếu bạn có hương thơm thì bạn sẽ làm gì? Hương thơm ơi, ôi, đó mới tuyệt làm sao.
Nếu có hương thơm thì mình sẽ tỏa ngát hương thơm không kể ngày và đêm, làm thơm mát không khí xung quanh bạn bướm ạ. Tuyệt quá, cậu rất xứng đáng có được hương thơm ngọt ngào, dịu dàng. Ôi chao, thơm quá, thơm quá. Mình thật thích là đã có thể tỏa được mùi thơm này. Trâm Bụt ơi, nếu có hương thơm thì cậu sẽ làm gì? Với màu sắc đỏ chói thế này, kèm với mùi hương thơm quyến rũ thì tôi sẽ khiến mọi người phải cúi mặt nể phục tôi. Trời ai cũng phải nhìn tôi ngưỡng mộ cho mà coi. Cái đám dông riền kia không dám khoe sắc, đỏ tài với tôi nữa. Bướm ơi, đi đâu thế? Tôi còn chưa nói xong mà. Nhài ơi, sao bạn có vẻ buồn và mệt mỏi quá vậy? Mình là vì hôm qua mình thức suốt đêm để chăm mẹ ốm đó bướm mà. Khổ thân bạn. Mình lo lắng nữa, giá mẹ khỏi ốm nhanh thì dù mình có phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc, mình cũng đều cảm thấy vui vẻ. Cậu đúng là có tấm lòng hiếu thảo thật đáng quý. Thôi mình phải đi đây, nhưng trước khi đi, mình sẽ tặng cậu một mùi hương thật thơm dịu như tình cảm hiếu thảo của cậu với mẹ. Ơi, Hoa Nhài, cậu có mùi thơm tuyệt quá. Bao nhiêu mùi hương đã được trao cho các loài hoa thảo hiền rồi, duy còn mùi thơm quyến rũ nhất chưa biết trao cho ai. Xấu hổ ơi, em có bị ướt không? Cảm ơn chị, em không sao ạ. Chắc là em sợ lắm hả? Lâu lắm mới có một đợt sấm to đến thế. Chị đã không quản nắng mưa che chở cho em. Không có chị thì có lẽ em... Chúng ta là hàng xóm tốt của nhau mà. Lát nữa chị sẽ thả những chiếc lá già xuống để cho em có thêm dưỡng chất sinh sôi. Hãy can đảm lên em à. Ngọc Lan ơi, những bông hoa trắng muốt của bạn thật tuyệt. Cảm ơn bướm xinh. Bạn hãy nép vào những chiếc lá của tớ để khỏi ướt cánh nhé. Cảm ơn bạn. Những bông hoa của bạn trắng muốt như ngọc. Nay bạn mà có thêm hương thơm dịu ngọt thì sẽ tuyệt vời lắm đấy. Ngọc Lan, bạn có thích không? Nếu mình có một mùi thơm như thế. Nếu được mang một mùi hương ư, mình sẽ tặng cho loài hoa cỏ ở bên dưới. Ủa, sao lại vậy? Chẳng lẽ bạn không thích mình có một mùi hương thật nồng nàn, hấp dẫn ư? Mình thấy mình được ở trên cao như thế này đã thật là may mắn. Những loài hoa quanh đây, loài nào cũng đều xứng đáng cả. Ngọc Lan, con thật có tấm lòng nhân hậu hiếm thấy. Ôi, thần sắc đẹp. Ta muốn con, Ngọc Lan, con sẽ được mang trong mình một mùi thơm ngát dịu dàng, như tấm lòng thơm thảo của con vậy. Cảm ơn thần sắc đẹp, nhưng con muốn dành nó cho tất cả những loại hoa cỏ bên dưới kia ạ. Không, thưa nữ thần sắc đẹp, chị Ngọc Lan rất tốt bụng, chị ấy xứng đáng có được hương thơm tuyệt vời nhất. Hơn nữa, chị Ngọc Lan ở trên cao có hương thơm ngát, sẽ tỏa nức hương thơm cho cả khu này ạ. Phải đấy, phải đấy, chị đừng từ chối nữa. Thơm quá, thơm quá. Hoan hô, hoan hô Ngọc Lan. Hai chú hổ con. Con mau chạy đi, thợ săn sắp đến nơi rồi. Không có mẹ thì con biết đi đâu. Con nghe rõ lời mẹ đây. Từ nay không có mẹ, con càng phải cẩn thận hơn. Gặp những con vật to lớn, hung dữ hơn thì phải biết nấp đi, chỉ được ăn thịt những con nhỏ hơn mình thôi. Con mau đi đi, đi đi kẻo không kịp mất. Mẹ ơi. Đói quá, đói quá. Làm sao bây giờ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ nghĩ đến lúc là mẹ phải dạy cho con cách tự vệ và săn mồi rồi đây. Cần gì phải học, con đã có mẹ rồi mà. Con vẫn phải học chứ, không thể cả đời phụ thuộc vào mẹ được đâu.
con phải học luyện cho đôi tai thật thính và vồ thật chuẩn thì con mồi sẽ không bao giờ thoát được. Bí quyết săn mồi của họ hàng nhà hổ chúng ta luôn là nấp sau bụi rậm rình mồi, đợi đến khi con mồi đến gần. Không để ý thì chúng ta nhảy ra, dùng móng vuốt của mình ghì chặt con mồi xuống. Đến lúc đó, chúng sẽ không còn đường thoát. Con có hiểu không? Vâng, con biết rồi. Vậy được, giờ chúng ta sẽ đi săn thỏ xem sao ha. Tự nhiên lại phải học săn mồi làm gì chứ? Từ trước tới giờ mẹ vẫn mang thức ăn về cho mình cơ mà. Mình phải nhân cơ hội này học lấy cách săn mồi, có như vậy mới không bị lo chết đói. À, ra là thế. Vậy nó vồ mồi mà nó không hứng thú gì cả, không biết nó còn phụ thuộc vào mình đến bao giờ nữa đây. Hóa ra là phải nấp đợi con mồi. Thảo nào mình cứ chạy theo chúng hoài mà không bắt được. Lần này mình phải thử mới được. Cuối cùng thì cũng bắt được một con mồi ra trò. Có thế chứ. No quá. Ngày nào cũng như thế này thì tốt quá. Mình phải tập luyện vồ mồi nhiều hơn mới được. 6 tháng sau. Thịt nai là ngon nhất. Mau chạy đi con, thợ săn đang đến đấy. Mau chạy nhanh lên. Đói quá, đói quá. Không có mẹ thì ai mang thức ăn tới cho mình đây? Này, sao cậu lại nằm đây khóc thế? Mẹ tớ bị thợ săn bắt đi rồi, chờ không có ai săn mồi cho tớ cả. Tớ đói quá. Vậy sao cậu không tự mình đi săn mồi chứ? Tớ chưa săn mồi bao giờ, làm sao mà săn được cơ chứ? Nếu cậu không thử thì làm sao mà biết được không săn được mồi? Mẹ tớ mất từ khi tớ còn nhỏ hơn cậu bây giờ nhiều, vậy mà tớ vẫn có thể xoay sở được. Giờ chỉ có cậu mới giúp được chính mình mà thôi. Hãy đứng dậy và đi săn mồi thôi. Giờ đi còn không nổi thì làm sao mà mình săn được mồi chứ? Thỏ con kiêu ngạo. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường, mình phải thật xinh xắn đáng yêu mới được. Thỏ con ơi, hôm nay con bắt đầu đến lớp. Mẹ mua cho con chiếc cặp mới nè, con xem có đẹp không nào. Ôi đẹp quá, con cảm ơn mẹ. La la la, la la la. Chào bạn Thỏ, bạn đang tìm chỗ ngồi phải không? Chỗ cạnh tớ còn trống, bạn ngồi cùng tớ nha. Sao trông bạn sóc lem luốc xấu xí thế? Lông của bạn lại còn ương ướt nữa chứ, trắng mực mà như bộ lông của tớ. Tớ không thích ngồi cùng với bạn đâu. Tại tớ đi kiếm thức ăn cùng mẹ, lúc thì chui xuống hang, lúc thì bụi rậm, nên mới vậy. Tớ cũng giúp mẹ tớ nhặt cà rốt, rồi ăn cà rốt nữa, mà sao tớ vẫn xinh đẹp? Thôi, bạn ra chỗ khác đi. Tớ chỉ thích chơi với những bạn có bộ lông đẹp và dễ thương giống tớ thôi. Bạn chó bông và mèo vàng đều xinh đẹp giống mình. Mình phải kết bạn với họ mới được. Chào hai bạn, hai bạn cho tớ ngồi cùng với nha. Bạn ngồi xuống đây đi. Các bạn đâu rồi? Tớ ở đây cơ mà. Lại đây, lại đây. Các bạn ơi, cho mình chơi cùng được không? Trông bạn xấu xí lại hôi hám nữa, tớ không thích chơi với bạn đâu. Hôm nay chơi rất vui. Mai chơi tiếp thôi nhé, nhất trí. Cuộc đời này thật tuyệt vời khi bên cạnh có những người bạn xinh xắn và dễ thương. Bướm
kìa, bắt lấy, bắt lấy. Mình với mèo, bạn vào giúp thỏ đi. Tớ muốn giúp bạn lắm, nhưng vũng này vừa bẩn vừa hôi hám thế kia, tớ không dám xuống đâu. Các bạn thôi, bạn cố gắng nha, chúng tớ đi đây. Trời ơi, thỏ trắng, sao bạn lại rơi xuống đó được? Tớ bị ngã vào vũng lầy này mà chẳng có ai chịu giúp tớ cả. Để tớ kéo bạn lên nha. Sốc đất, bạn không sao chứ? Bạn chút thôi, tớ không có sao. Bạn thật tốt bụng. Người ngập bùn thế này mà bảo là không sao ư? Sốc đất, cảm ơn và xin lỗi bạn vì mình đã đối xử với bạn không tốt lúc trước. Bạn có ghét mình không? Không mà, tớ không để ý đâu thỏ trắng ơi. Vậy từ nay chúng ta làm bạn nhé. Bạn sẽ là người bạn thân nhất của tớ. Ừ. Cây đa biết nói. Ngày xưa, có một bác nông dân nhờ cần cù chịu khó, nên năm ấy được mùa bội thu. Sau khi chở lúa đi bán, bác cẩn thận cất tiền vào túi, hớn hở đi về. Mệt quá, nghỉ chân chút đã. Ôi, mình ngủ quên mất. Phải về thôi, muộn rồi. Ôi, túi tiền của tôi đâu rồi? Ai ăn cắp túi tiền của tôi? Hãy trả lại cho tôi. Mất tiền rồi. Có chuyện gì thế? Bẩm quan, có một người đang ngồi dưới gốc đa khóc. Này anh kia, sao lại ngồi đây khóc lóc thế kia? Bẩm quan, tôi chịu cực chịu khổ, dầm mưa dãi nắng mới làm ra được hột lúa. Tới khi thu hoạch đem đi bán lấy tiền để nuôi vợ con, thì bị người ta lấy hết sạch, không còn đồng nào. Bây giờ tôi không biết lấy gì để sống đây. Ông có chắc là mất ở chỗ cây đa này không? Tôi chắc chắn là mất ở chỗ gốc đa này. Bởi vì khi tôi ngồi xuống nghỉ thì tôi còn lấy túi tiền ra xem. Bác ngồi dưới gốc cây đa mà mất tiền thì ta phải hỏi cây đa mới được. Các ngươi hãy chặt một cành đa to xuống cho ta. Dạ. Bẩm quan, cành đa đã chặt xuống rồi ạ. Được rồi, bây giờ ta chính thức thụ lý điều tra vụ án này. Cành đa kia, nói cho ta nghe coi, đứa nào ăn cắp tiền của bác nông dân? Quan hỏi cành đa ư? Cành đa làm sao mà nói được? Kỳ lạ thật. Không nói hả? Người đâu? Đánh nói cho ta. Ôi da, đau quá. Thưa quan lớn, xin quan lớn đừng đánh. Con xin khai. Trời, cây đa biết nói. Tôi chưa thấy chuyện này bao giờ. Trời, có ma ư? Đúng rồi, người ta vẫn nói thần cây đa, ma cây đề. Mà cây này có từ hàng trăm năm rồi, chắc nhiều ma lắm. Ôi, sợ quá. Các người thấy không?
tội ác dù có cố giấu giếm đến đâu cũng có người biết thôi. Ta nói lần cuối, kẻ nào ăn trộm nếu tự vào nhận tội, ta sẽ giảm án cho. Bằng không, để cành đa này nói ra, kẻ đó sẽ bị cả đời tống giam trong ngục tối. Đâu, cành đa kia, nói mau, kẻ nào ăn cắp túi tiền? Bẩm quan, là con. Con trót dại, xin quan lớn tha tội. Được, tội ăn cắp không thể không trừng trị. Nhưng vì ngươi nhận tội nên ta sẽ giảm án. Mau trả túi tiền lại cho bác nông dân. Dạ đây ạ. Con chưa tiêu mất đồng nào, vẫn còn nguyên ạ. Giải tên trộm này về phủ chờ ngày xét xử. Đa tạ quan lớn đã giúp đỡ. Ngài đúng là bậc phụ mẫu của dân. Đây là trọng trách của ta. Đào, ngươi lên được rồi đó. Thế này là thế nào? Hóa ra cậu này nằm dưới hố, nói vọng lên chứ không phải cành đa biết nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đây là kế sách của quan để kẻ cắp kia có tật giật mình mà phải lộ diện đấy các bác ạ. À, được rồi, được rồi, mọi người hãy về đi. Bác cũng mau về nhà kéo vợ ngóng con trông. Món quà cưới đặc biệt. Em về rồi đấy à? Sao em bảo với anh là hôm nay đi ăn với bạn cơ mà? Hôm nay anh về sớm nhỉ? Em tưởng anh còn bận làm việc với ai đó chứ. Em nói thế là có ý gì? Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra đi. Nói thẳng ra ư? Có ý nghĩa gì ư? Là bồ bịch, là lăng nhăng chứ còn gì nữa. Em nói vớ vẩn gì thế? Căn cứ vào đâu mà em nói như vậy? Bằng chứng à? Bằng chứng đầy ra là khác. Hôm qua anh nói dối tôi đi gặp gỡ đối tác. Đối tác gì mà trẻ thế? Có mà thư ký trẻ thì có. Hôm qua may mà có bạn tôi nhìn thấy, nếu không anh còn dối tôi đến bao giờ nữa. Anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Để khi nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh, em đã làm gì mà anh đối xử với em như thế? Có thư ký rồi, còn tuyển thư ký trẻ làm gì nữa? Rõ là mệt quá đi mất. Phải rồi, hôm qua đừng mở hộp quà cho đến khi hai cháu cãi nhau lần đầu tiên. Đây là món quà cưới mà cô tặng cho hai con. Chúc hai con hạnh phúc. Con cảm ơn dì Út. Nhưng dì có một yêu cầu đặc biệt thế này. Đừng mở hộp quà cho đến khi hai cháu cãi nhau lần đầu tiên nhé. Thế này chúng con sẽ cố gắng chẳng bao giờ mở hộp quà của dì mất thôi. Thế thì đây sẽ là một món quà bí ẩn gì ạ? Phải rồi, các con phải vượt qua rất nhiều thử thách mới đến được với nhau. Hãy biết trân trọng tình yêu của mình. Và dì cũng hy vọng các con sẽ chẳng bao giờ biết được dì để món quà gì ở trong chiếc hộp thắt nơ này. Suốt 5 năm nay, dù cãi nhau không ít lần, nhưng mà tôi vẫn cố gắng giữ được bí mật trong chiếc hộp cũng như giữ gìn hạnh phúc của hai đứa. Nhưng thì anh cũng rất nỗ lực giữ gìn. Rất nỗ lực mà lừa dối tôi vậy sao? Em đừng vội như thế, hãy nghe anh nói đã. Cô ấy là Dương, em còn nhớ cô bé hàng xóm ở bên cạnh nhà anh không? Đó là con của chú Năm, chú họ của anh. Con bé chân ướt chân ráo ở quê lên còn chưa biết gì, nên anh cho nó vào làm thư ký, tiện thể hướng dẫn cho nó luôn. Sau này sẽ sắp xếp công việc khác. Anh định tuần sau đưa con bé về nhà mình chơi. Thế sao anh không nói với em? Thì em có để anh nói đâu. Đúng là em ghen quá, mất khôn. Cũng vì em yêu anh. Lần sau có gì thì hỏi anh đã nhé. Phải biết tin nhau chứ. Chúc mừng lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của ba mẹ.
Ba cảm ơn hai con gái nha. Ba ơi, con thấy trong phòng ba mẹ có một hộp quà màu hồng. Có phải quà ba mua tặng mẹ không ạ? À, đó là quà của bà trẻ các con tặng cho ba mẹ hồi mới cưới. Chắc bà muốn nhắc nhở ba mẹ phải biết yêu thương nhau, vượt lên trong cuộc sống. Và suốt 10 năm qua, ba mẹ đã làm như vậy. Đúng vậy con gái à, món quà tiếp sức cho ba mẹ nhiều lắm. Hay quá, món quà của bà thật đặc biệt. Ba mẹ sẽ không bao giờ mở món quà ấy, không bao giờ cãi nhau. Các con thấy sao? Nhất định là thế. Cô nàng Lisa. Cô ấy đẹp quá, trông cô ấy thật kiều diễm. Mình đoán là nhà cô ấy rất quyền quý. Trông mình vừa xinh đẹp, dáng dấp lại kiêu sa, đài cát. Giá mà có nhiều tiền mua đồ hàng hiệu, nữ trang đắt tiền nữa, thì nhất định không có cô gái nào trong thành phố này sánh nổi với mình. Đáng tiếc là mình chẳng lấy gì làm giàu có. Xinh đẹp như mình, đáng ra phải ở trong một gia đình quý tộc, giàu có mới đúng chứ. Cuộc đời thật bất công. Sao cơ? Cưới cậu sao? Vậy à? Ừ, nhất định mình sẽ tới. Ừ, hẹn gặp lại cậu nhé. Làm sao bây giờ? Julia mời cưới. Cô ấy là con gái của thị trưởng, nhà giàu như thế. Hẳn hôm đó mời đến toàn những người sang trọng, quý tộc. Mình biết ăn bận thế nào đến đó đây. Thôi, cái này chắc cũng tạm tạm. Cũng may là mình dành dụm được mấy tháng lương để mua nó. Ôi, thế còn nữ trang, mình biết đeo cái gì bây giờ? Những thứ này toàn đồ rẻ tiền. Đến đó, toàn giới thượng lưu. Người ta sẽ coi thường mình quê mùa. Làm sao bây giờ chứ? À, chị em ba bạn mình rất giàu mà. Hay là mình đến đó mượn nữ trang của chị ấy? Ôi, nhìn bộ sưu tập nữ trang của chị mà em hoa cả mắt. Chúng tuyệt quá. Em cứ lựa bất cứ thứ gì mà em thích. Chị em ba, chị có thể cho em mượn cái dây chuyền này được không? Được chứ, em cầm lấy đi. Ôi, em cảm ơn chị nhiều lắm chị em ba. Đúng là ở đây chẳng ai xinh đẹp, lộng lẫy được như mình. Chào quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô khiêu vũ cùng tôi được không? Ừ, được thôi. Ê, bữa tiệc mới tuyệt vời làm sao. Lần đầu tiên mình được đến một bữa tiệc sang trọng như thế. Ôi, chuỗi kim cương đâu mất rồi? Chẳng lẽ rơi ở tiệc cưới rồi sao? Không thể nào, mình phải đi tìm nó ngay. Chuỗi kim cương không thấy đâu cả. Làm sao bây giờ? Nó phải đáng giá mấy chục ngàn đô. Chị em ba sẽ giết mình mất. Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Chị em ba, em thật sự xin lỗi. Đây là số tiền mà em đã đi vay mượn khắp nơi, cũng như bán chiếc xe của mình. Chị cho em được trả trước. Em biết là chừng này chỉ được một phần nhỏ chuỗi kim cương đã mất. Phần còn lại em xin chị cho em được trả dần về sau. Mong chị tha lỗi cho em. Lisa, không sao đâu mà. Nó không phải là kim cương. Nó chỉ là một loại đá lấp lánh thôi em. Emma, chị nói gì cơ? Sao chị giàu có như chị mà cũng dùng loại trang sức rẻ tiền ấy à? Sao lại không chứ? Sao em lại quá quan trọng như thế nhỉ? Chẳng lẽ hôm nọ nếu em biết cái này là đồ giả, em sẽ không mượn nữa sao? Em người ta chẳng yêu quý hay tôn trọng ai đó hơn những thứ người đó khoác lên mình đâu. Lisa, em hãy cứ là chính mình, là em cũng rất đẹp rồi. Hãy like, comment
kênh, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.